Tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phần thứ nhất, phần thứ hai, phân thân thập hội. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở khắp trăm ngàn muôn nước, địa ngục không thể nghĩ bàn, không thể nói xiết, vô lượng thế giới đều đến đại hội tại tới đâu vậy. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phân thân ấy cùng với các vị đã được giải thoát. Tùy các phương tiện đường nghiệp báo kể ra, có hàng nghìn vạn na tha cùng cầm hoa đến cúng giảng Phật. Những chúng cùng đến đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa giúp cho an trụ lưu đạo vô thượng chính đẳng minh giác không còn thoái chuyển. Những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đã phải trải qua trong vòng sinh tử, ở trong sáu đường chịu những đau thương không tạm ngừng dứt, nhờ lòng từ mẫn thề nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng nên tất cả chúng đều chứng đạo quả. Cả thảy khi đến cung trời đo lợi, lòng họ vui mừng chiêm ngưỡng Như Lai không hoài mỏi mắt. Bây giờ Thế Tôn giơ cánh tay vàng xoa đầu hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong nghìn muôn nước không thể nghĩ bàn, không thể nói xếp vô lượng thế giới, mà dạy bảo rằng: ta ở trong đời ngũ trược xấu xa giáo hóa chúng sinh ngưng ngại như thế, khiến chúng đều phục bỏ tà theo chính, 10 phần chúng sinh còn vài phần ác. Ta cũng phân thân ra hàng trăm ngàn vạn ức hóa thân rộng mở phương tiện, nếu trong chúng có hoặc kẻ lợi khen nghe liền tiếp nhận, hoặc kẻ thiện quả chính cần khuyên bảo sẽ được thành tựu, hoặc kẻ ngu độn dạy dỗ lui rồi cũng hướng tin theo, hoặc kẻ nặng nghiệp lòng không kính ngưỡng, những bọn chúng ấy hết thảy khác nhau, ta đều phân thân độ cho được, độ cho giải thoát. Hoặc hiện ra thân đành bà, hoặc hiện ra thân đàn ông đàn bà, hoặc hiện ra thân trời rồng quỷ thần, hoặc hiện ra núi rừng nguồn sông suối ao giếng đầm hồ làm lối cho người đều được giải thoát. Hoặc hiện ra thân tiên đế, hoặc hiện ra thân phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển vân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân quan lại, hoặc hiện ra thân tỷ khưu ni, hưu bà tắc, y bà di, cho đến những thân thanh văn là mỹ chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chẳng phải chịu hiện một thân Phật trước các người đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn độ thoát, nhưng chúng ngưỡng ngại khó dễ như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được, phải theo nghiệp báo ông đạo và chịu khổ nghẹn ngào, các ông nên tưởng nhớ đến thời tan cần phóng trúc trên trời đau đợi, khiến cho chúng sinh ở cõi xa bà đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời đều được giải thoát hết những nỗi khổ được Phật thụ ký. Bây giờ hết thảy các hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp thành một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch Phật rằng: con từ bao kiếp nay nhớ Phật tiếp độ, khiến cho con được thần lực không thể nghĩ bàn, trí tuệ đầy đủ, nên con phân thân ra khắp các thế giới như các trong hàng trăm nghìn vạn ức, mỗi một thế giới hóa muôn nước thân, mỗi một thân độ trong nghìn vạn người, khiến cho chúng đều quy kính Tam Bảo, lìa hẳn sinh tử, hưởng vui niết bàn. Ở nơi Phật pháp, những chúng sinh nào chỉ làm việc lành chỉ bằng sợi tóc giọt nước hạt cát, hoặc là nhỏ hơn chỉ làm một hạt bụi, cũng dần đủ cho giải thoát được lợi ích lớn. Địa Tạng Bồ Tát bao lần bật Phật kính mong Thế Tôn: xin đừng bận tâm đến các chúng sinh ác nghiệp sau này. Bây giờ Thế Tôn bèn khen ngợi ngay Địa Tạng Bồ Tát: Hay thay, ta hỗ trợ trong được tọa nguyện, từ bao đời kiếp xa xưa thế nay, thường phát nguyện lớn đủ hết chúng sinh, thời ông liền chứng đạo quả Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.